Đây cái phong bì lương của mình các bạn này, mình cũng chưa xem là tháng này được bao nhiêu nữa, tại vì nãy ông chủ vừa mới phát này anh em mình. Cảm giác khổ vậy nhân lương thế nào em? Khá là vui anh ạ. Vui hả? Hôm nay là mới có 8:30 nhá. Bao nhiêu anh? 8:30. Ok rồi anh em mình sẽ lên xe đây. Đường ở trên núi không có đèn cho nên là nó hơi tối nha các bạn. Đẹp phết nhờ. Ủa mà sao người ta lại phải thắp đèn này? Thắp nó không cho lưu động. Nè em à, đâu ạ? Dạ. Ờ tôi. 36.000. Anh quê đâu? Quê Nam Định. Nam Định. Mà tí nữa rồi về nó về đây nó quên điện thoại mất rồi. Ờ nó quên điện thoại đó, tí nó về nó gửi cho nhá. Ủa chú ơi. À, anh Hòa này dắt lên đây à? Điện thoại đấy anh Hòa ơi. Có ai gọi? Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đoàn Duy Thành Vlog, cuộc sống ở Đài Loan của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Mình đang trên đường đi làm về các bạn ạ. Hôm nay là đầu tháng rồi cho nên là hôm trước mình làm cái video bảng lương của mình ấy, thì có bạn nhắn tin cho mình hỏi là anh em mình sau khi mà lấy lương thì sẽ gửi tiền về Việt Nam bằng cách nào. Nên là hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ cho tất cả các bạn được biết. Đây cái phong bì lương của mình các bạn này. Mình cũng chưa xem là tháng này được bao nhiêu nữa, tại vì nãy ông chủ vừa mới phát này anh em mình. Để một lát đến chiều đi gửi tiền thì mình sẽ cho các bạn được biết nhá, xem là tháng này lương của mình được bao nhiêu. Nay mình với anh Hòa đang đi lên núi đi bào chuối các bạn ạ. Đến giờ nghỉ thì mình đang đi ra ngoài đây, không biết là anh Hòa anh đang ngồi đâu. Đây anh Hòa đang ngồi xếp bao các bạn này. Hết giờ nghỉ rồi nhưng mà anh xếp nốt cái bao này để chiều hai anh em làm tiếp. Khá là vui anh ạ. Đi làm vất vả cả tháng nhưng mà đến lúc nhận được tiền công nhận là cũng là vui thật. Nên là tiện hôm nay em qua làm cái video để chia sẻ cho tất cả các bạn được biết. Ai có xem video thì like và chia sẻ cho bạn em nè. Thank you anh. Nay hai anh em đang đi bao chuối trên núi này. Sáng anh em mình bao khu trên này, vừa xuống thế này. Tại vì buổi trưa ấy mình thời gian nghỉ của mình rất là ngắn cho nên là chắc phải đến chiều đi làm về rồi anh em mình với đi xuống núi để gửi tiền về Việt Nam. Đến chiều rồi mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem nha. Mình vừa đi làm về rồi các bạn ơi. Mình sẽ nhờ anh Hoan chở mình xuống núi nha. Rồi hai anh em đi ra quán Việt Nam để gửi tiền về quê. Ok đi thôi. Ok. Hôm nay là mới có 8:30 nhá. Bao nhiêu anh? 8:30. Đâu em hỏi rồi. Okay. 8:26. Ok, thank you. Ok rồi anh em mình sẽ lên xe đây. Con xe này có đèn không anh nhỉ? Có đèn không nhỉ? Đèn trống, đèn trống. Anh bật cái đèn trong cho sáng. Ờ, có hai bóng này. Đường ở trên núi không có đèn cho nên là nó hơi tối nha các bạn. Ở trời mưa sao anh nhỉ? Anh phun à? Mai anh đi Cao Hùng à? Hai tháng rồi mới xuống phố các bạn ạ. Cái tháng trước là mình nhờ anh Hoan anh gửi hộ mình á, cho nên là mình không có đi xuống núi. Mà hôm nay là người rừng mới được xuống núi. Hôm qua anh xuống có gặp chị Bích không? Không. Từ chỗ anh em mình ở mà xuống dưới quán đấy chắc phải 6-7 cây các bạn ạ. Đường trên núi khá là ngoằn nghèo. Anh Hoan đúng là tay lái lụa. Đường này non tay vẫn là đi cũng vực luôn. Quá nắm tay đường này. Lúc đầu lên cũng thấy ghê ghê anh nhỉ? Ừ, đâu lên đoàn đấy chỗ chuông chỗ này anh đâu có dòng tay nhỉ?
đẹp phết nhờ. Ủa mà sao người ta lại phải thắp đèn này? Thắp nó không cho mưa đóng nữa. Đây mưa đóng nó lạnh nó không nở hóa được. Nó phải cho có đồ nó nóng ấm mất thì nó mới không ngủ ấy, nó nở. Giống kiểu không cho nó ngủ ấy. Ừ. Lúc nào cũng phải có. Thức. Anh em mình xuống đến phố rồi các bạn. Đây nó lắp đèn led đẹp hết nhỉ. À, chợ đêm ngay trên này đúng không? Đấy. Tới nơi rồi các bạn ơi. Anh gọi chị em ơi. Đây, quán Việt Nam này các bạn này. Mình hay gửi quán này. Quán chị Bích. Đấy, chị lấy chồng Đài Loan á. Cho nên là chị đi làm cái dịch vụ gửi tiền này. Bên này thì rất nhiều người dâu đài làm dịch vụ gửi tiền các bạn ạ. Qua đường ơi. Đấy. Có quán chị đóng cửa hay sao nhỉ? Không thấy khách mấy. Chị ở quán hay là ở nhà anh? Chị... Đúng rồi, đưa anh đưa rồi. Hả? Kêu em gọi chưa? Em nhắn tin thôi. Nhắn tin bảo đến chiều tối hôm qua mà. Anh đưa Thanh cùng anh gửi tiền nhé. Chờ chị tí à? À chắc anh này cũng đang đi gửi tiền này nào. Có nhau anh? Có chưa chị? Giờ chị ra anh ạ. Anh gửi tiền á? Không. Mình chưa có nương. Nghe em à, đây. Đâu ạ? Dạ. Ờ tôi. Ờ tầm đi xem. Năm này có em hỏi. Gì trên đây cũng có giá được. Đây là chồng của chị ấy các bạn ạ. Quá này mình hay gửi nhé. Sao ăn điều? Một anh đây còn lương nhỉ? Anh quê đó. Quê Nam Định. Nam Định à? Anh làm gần đây. Nam ở xưởng đá ở mấy xưởng đá ở cái đường này có xưởng đá cuối cùng. Còn em công ty đấy có 3 người Việt. Công ty bên trên này có 3 người Việt. Nhưng mà lương có được không? Lương cũng tháng 3 lần rưỡi, có tháng 4 vạn. Là ok. Có tăng ca là 4 vạn. Đây, sao anh hiểu được không? Chưa. Sao anh mà em làm chuối á. Chuối ở trên núi. Hồi nãy là mình đưa tiền cho chồng chị đó. Xong rồi một lát nữa thì chị sẽ bảo người nhà ở Việt Nam bắn tiền sang tài khoản cho mình. Alo, anh đưa cho chồng em nơi nhá, 336. 336. Ờ, tiền phí 200 anh đưa đấy chỗ trong em ấy đó. Của anh Thanh. Để anh bảo chị tí em gửi số tài khoản nha. À, tí nữa rồi, về đây, nó quên điện thoại mất rồi. Nó quên điện thoại đó, tí nó về nó gửi cho nha. Ok. Mình vào quán mình mua ít đồ các bạn ạ. Chai này 109 khoai, 90.000 tiền Việt các bạn. Cảm ơn em. Mình lấy thùng sữa các bạn ạ. Đây rồi, toàn sữa đài không này. Ok, thank you anh. À, chú Trinh nhờ mua anh. Ừ.
đây ạ. Tám trăm bạt chín. Rồi. Okay. Đấy, xong rồi các bạn ạ. Rồi hai anh em mình sẽ đi về thôi. Anh em mình về nhà rồi các bạn ạ. Chưa ngủ ơi. Chưa ngủ không? Bánh này. Thôi tao có rồi. Chắc là chú đang xem phim ở trên này. Đây cái điện thoại hôm nãy mình đi vội quá mình để quên nhà luôn các bạn này. Đó, anh Hoan anh chở mình về xong anh Hoan với Nghiệp lại đi xuống núi đi ra xưởng rồi. Để mai làm chuối xuất khẩu ấy. Thì hồi nãy là mình đưa cho chồng của chị Bích ấy, là 36.000. Tháng này mình nghỉ có ngày thôi cho nên là được 36.000. Với lại tháng vừa rồi bọn mình vừa được tăng lương ấy, cho nên là được nhiều hơn tháng trước. Giá tiền đài hôm nay là 826 các bạn ạ. Nghĩa là 1 vạn là được 8.260.000. Đây bây giờ mình sẽ nhân cho các bạn xem này. Đây mấy các bạn thấy rõ tháng này lương của mình hồi nãy là mình gửi 36.000 này, 36.000 là 3.6 nhân với lại giá tiền đài là 826 là được 29.736.000 tiền Việt nha các bạn. Nói chung là tháng trước mình còn dư một ít cho nên là tháng này lương của mình được 36.000 thì mình gửi về 36.000 luôn là được 29.000.000 các bạn ạ. Là gần 30.000.000. Nếu mà tháng này mình làm đủ công mà mình không nghỉ ngày nào á thì là sẽ được 30.000.000 hơn 30.000.000 chút. Đấy thì đấy là lương tháng này của mình. Hồi nãy mình gửi là tiền phí mất 200 khoai nha các bạn. Gửi mình gửi 36.000 là mất 200 khoai tiền phí gửi á. Thì 200 khoai thì tính ra tiền Việt khoảng 170.000. Tại vì hôm trước có rất nhiều bạn xem video của mình ấy, sau này có bạn nhắn tin inbox qua Facebook cho mình ấy, bảo là anh ơi hôm sau đi gửi tiền về quê anh hãy quay lại cái video cái quá trình mà anh đi gửi tiền về nhà đi, cho nên là hôm nay mình mới làm cái video này. Mình nghĩ là có rất nhiều bạn kiểu như là các bạn ngại chia sẻ về cái khoản tiền lương của mình á khi mà đi nước ngoài á. Nhưng mà như mình thì mình suy nghĩ khác các bạn ạ. Vì cái đấy là tiền mồ hôi công sức mình bỏ ra mà. Nên là mình có sao thì mình chia sẻ thật cho tất cả các bạn được biết. Và bây giờ mình sẽ đi lên phòng nhá. Để coi mọi người ngủ chưa. Có chú với các anh đang ở trên tầng 2 á. Đây mình đang đi lên phòng các bạn ơi. Để coi chú với các anh ngủ chưa. Ngủ chú ơi. À, anh Hòa này dắt lên đây à? Điện thoại này anh Hòa ơi. Có ai gọi? Lạnh không chú? Hả? Lạnh không? Không, không lạnh. Không lạnh à? Ôi, đây là giường của chú Trinh các bạn ạ. Đây này thằng trai con trai chú đây hả? Ừ. Với lại con dâu hả? Này, con trai con trai con gái gì không đẹp hết. Này là con gái. Đây là vợ chú là con này đông đủ rồi chú. Cháu chào cả nhà nhá. Quái đưa lên TikTok luôn. Đâu, YouTube luôn. YouTube nha. Em có chơi TikTok đâu?
Đấy thì video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn được biết cái quá trình mình đi gửi tiền về Việt Nam ấy. Và bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhá. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn đi chú ơi. Chào các bạn. Anh Hòa ơi. Chào các bạn đi. Chào các bạn.